cách cho ăn đối với trẻ sinh non để đạt hiệu quả tốt nhất. Trẻ sinh non là những trẻ được sinh ra khi chưa được 37 tuần tuổi thai, thường có cân nặng dưới 2.500 gram. Trẻ có tuổi thai càng nhỏ thì nguy cơ biến chứng nguy hiểm càng cao. Do đó, cha mẹ cần có kiến thức về việc chăm sóc và dinh dưỡng cho trẻ sinh non. Sữa mẹ luôn là nguồn dinh dưỡng tốt nhất cho trẻ sơ sinh, đặc biệt là trẻ sơ sinh thiếu tháng, vì sữa mẹ dễ tiêu hóa và hấp thu. Thành phần chính của sữa mẹ bao gồm chất béo, protein, carbohydrate, chất kích thích miễn dịch, vitamin và khoáng chất, men và hormone. Bởi vậy, sữa mẹ là thức ăn hoàn hảo, giúp đáp ứng đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển toàn diện của trẻ. Khi bú sữa mẹ, trẻ sẽ ít gặp phải các vấn đề như trào ngược dạ dày thực quản ở trẻ, dị ứng sữa. Ngoài ra, sữa mẹ còn cung cấp đầy đủ các yếu tố về miễn dịch cho trẻ để chống chọi với bệnh nhiễm khuẩn. Do vậy, mẹ cần cho trẻ bú sữa mẹ ngay từ đầu. Lượng sữa cần thiết cho trẻ sinh non. Ngày thứ nhất, 60ml trên 1kg một ngày. Ngày thứ hai, 90ml trên 1kg một ngày. Ngày thứ ba, 120ml trên 1kg một ngày. Ngày thứ tư, 150ml trên 1kg một ngày. Như bạn đã biết, sữa cuối, sữa ở cuối cữ bú có hàm lượng chất béo và độ dinh dưỡng cao hơn sữa đầu, sữa ở đầu cữ bú. Việc tận dụng cho trẻ ăn sữa cuối, đặc biệt là trẻ sinh non, càng giúp em bé nhận được lợi ích tối đa từ nguồn dinh dưỡng tuyệt vời này. Nếu trẻ non tháng ăn đủ lượng nhưng không tăng cân, thì mẹ vắt sữa đầu và sữa cuối riêng, cho trẻ ăn sữa cuối trước vì sữa cuối có hàm lượng chất béo và độ dinh dưỡng cao hơn. Việc vắt sữa không chỉ giúp bé được ăn sữa cuối mà còn giúp giảm căng tức vú và duy trì nguồn sữa mẹ. Trong trường hợp con uống sữa công thức thay sữa mẹ thì bạn phải lựa chọn những loại sữa phù hợp với bé sinh non. Để chăm sóc trẻ sinh non đúng cách, bạn nên biết thông tin về loại sữa này qua sự tham vấn của bác sĩ. Ngoài ra, bác sĩ có thể đề nghị bạn cho bé dùng sữa có chứa nhiều vitamin và chất sắt nhằm giúp con phát triển khỏe mạnh. Bé cũng có thể cần thêm chất sắt vì trẻ sinh thiếu tháng không có nhiều chất sắt được lưu trữ trong cơ thể như bé sinh đủ tháng. Sau khoảng 4 tháng dùng thuốc, bé sẽ có đủ lượng sắt như yêu cầu. Hầu hết, các bác sĩ khuyên nên cho bé ăn thức ăn đặc khi 4 đến 6 tháng. Trẻ sinh non tháng không phát triển như trẻ sinh đủ tháng, có thể phải mất nhiều thời gian hơn để bé phát triển khả năng nuốt. Nếu bé gặp vấn đề về sức khỏe, bác sĩ có thể đề nghị bạn thực hiện một chế độ ăn uống đặc biệt.